Tử vi xem tướng mặt với những cách xem tướng người để mà thấu hiểu về tính cách và vận mệnh của một người khác mà chúng ta cũng khỏi cần phải đi xem bói đâu xa. Quý vị và các bạn thân mến, ông bà ta thường có câu trông mặt mà bắt hình dong. Chính vì vậy, với việc thông qua tướng mạo của một người thì ta có thể đoán định được phần nào về tính cách và vận mệnh, sướng khổ sang hiền của người đó ở trong tương lai. Thì điều này không phải quan niệm về mê tín, bởi chính các chuyên gia trong nhân tướng học nổi tiếng trên thế giới cũng phải công nhận rằng tướng là do tâm sinh, mà muốn thấu hiểu được một người nào đó thì chúng ta cũng cần phải nắm được về thuật xem tướng để nhìn thấu bên trong con người của họ. Và điều này thường được người xưa áp dụng để lựa chọn bạn đời, hoặc là chọn người tri kỷ, hoặc là chọn người kết giao hợp tác làm ăn. Vì vậy, bạn có muốn tò mò về cách xem tướng người chuẩn xác hay không? Thì sau đây, xin mời các quý vị và các bạn hãy cùng Kiến Thức Tử Vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về xem tướng của người trường thọ, chỉ cần nhìn qua là biết. Về theo sách về tướng số thì với khuôn mặt, nó có thể tiết lộ rất nhiều thông tin về vận mệnh cuộc đời, và trong đó có thể biết được về tuổi thọ. Đối với những người trường thọ, có lẽ là điều mà từ cổ chí kim bao nhiêu người theo đuổi. Xưa kia thì đường tăng bị yêu quái săn đuổi cũng chỉ bởi một câu nói vu vơ là ăn thịt đường tăng thì trường sinh bất lão. Và ai cũng muốn mình có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống, để làm những điều mình chưa kịp làm, và để tận mắt nhìn thấy con cháu khỏe mạnh và hạnh phúc trong cuộc sống. Song với cuộc sống sinh lão bệnh tử, nó là vòng tuần hoàn mà khó ai tránh được, và ai cũng đến ngày phải từ giã cõi đời này. Đó là quy luật của tự nhiên, không phải một ai có thể chống lại được. Song có những người phúc dày mệnh lớn, có số trường thọ, lại có người phúc mỏng và mang tài mệnh yếu. Và làm thế nào để dự đoán tuổi thọ của mình? Đó là một câu cực kỳ khó hiểu và khó trả lời. Và các bạn thân mến, về thứ nhất là đối với tướng người trường thọ là tướng người mặt dài, có nghĩa là tam đỉnh cân đối. Về trong nhân tướng học có nói, khi xem tướng khuôn mặt của người sống thọ thì khuôn mặt với người là mặt dài. Tam đỉnh trên ngũ quan có tỷ lệ cân đối. Tam đỉnh ở đây là được chia là thượng đỉnh, trung đỉnh và hạ đỉnh. Trong đó với khoảng cách từ trán đến lông mày là thượng đỉnh, và khoảng cách từ lông mày đi xuống mũi là trung đỉnh, còn khoảng cách từ mũi xuống cằm là hạ đỉnh. Nếu trong tam đỉnh và trung đỉnh, hạ đỉnh hơi dài thì cũng có thể luận tướng mặt của người trường thọ. Song nếu như trung đỉnh hoặc hạ đỉnh ngắn, hay trung đỉnh dài, hạ đỉnh ngắn thì đều không được hưởng phúc thọ lâu dài. Về thứ hai là về tướng người trường thọ là người mắt dài. Với đôi mắt, nó là cửa sổ của tâm hồn của một con người. Từ đôi mắt, ta có thể nhìn thấu về nội tâm của một con người. Đôi mắt cũng là nơi để thể hiện sự giàu sang phú quý. Tướng mắt tốt, một thì vận thế còn tốt gấp chục lần. Với tướng mắt tốt thì chắc chắn phải là đôi mắt đẹp, bởi mắt thuộc về tâm của con người, và trong xem tướng mắt thì người ta có quý tướng thì mắt mới phải dài, mắt mới sáng và có thần. Khí huyết vượng, bởi tuổi thọ con người không thể thiếu được sự vận hành, lưu thông của khí huyết. Vì thế mà người ta nói rằng người có mắt dài thì tuổi thọ cũng dài như vậy. Về thứ ba là về xem tướng mặt người trường thọ đối với người có lông mày dài. Về sách tướng số có viết là tàng tinh vu cốt, như hiện nay là hiện tinh vu mày. Vì thế muốn biết sức khỏe tuổi thọ của một người thì ta phải nhìn vào tướng lông mày của người đó, có thể là đoán định được. Người có đôi lông mày dài thì thần khí mạnh mẽ, tinh thần thoải mái, sức khỏe dồi dào. Đó là điều cơ bản để có được tuổi thọ lâu dài.
Còn nếu trong khoảng 43 đến 52 tuổi mà lông mày tự nhiên mọc thêm vài sợi rất dài trên 3 cm thì đó là tướng mày thọ tướng, nó thể hiện tinh lực dồi dào, sống lâu trăm tuổi. Về thứ tư là về xem tướng người trường thọ là người mũi dài. Mũi gọi là trung nhạc tung sơn, có nghĩa mũi không dài thì ngũ nhạc tứ hà là không không, là không thông theo mệnh lý ngũ hành, có thông suốt thì mới hưởng phú quý lâu dài và có số trường thọ được. Còn đối với người mà mũi dài có mũi nhạc tứ hà thông suốt thì vận mệnh hanh thông, phúc dày mệnh lớn, sống lâu trăm tuổi. Về thứ năm là về xem tướng người trường thọ là xem ở tai. Tai nó đại diện cho thận. Tai cao thì thận cao, mà tai thấp thì thận thấp. Với người tai lớn là có thận lớn, tai nhỏ là có thận nhỏ. Tai cứng thì thận khỏe, tai mềm thì thận yếu, tai mỏng thì thận hư. Đối với người có đôi tai dài thì chức năng của thận sẽ tốt nhất, tinh lực mạnh mẽ, sức khỏe dồi dào. Chắc chắn người này sẽ có tuổi thọ cao. Về thứ sáu là về tướng người trường thọ là xem ở người nhân trung dài. Về trong nhân tướng học xem khuôn mặt có nói thì nhân trung nó luôn là vị trí tượng trưng cho tuổi thọ của con người. Nhìn về nhân trung là biết mạng yểu hay mạng thọ. Trong nhân trung thì tối kỵ vừa phẳng vừa ngắn. Với nam giới thì kỵ nhân trung không có góc nhọn. Vì kỳ thực nhân trung của con người không có bất cứ một tiêu chuẩn nào để đo độ dài ngắn. Người ta thường lấy tổng thể về khuôn mặt để xem xét người này nhân trung như vậy là dài hay là ngắn. Thông thường nhân trung phải có góc nhọn rõ ràng và sâu lõm xuống. Từ phía chính diện phải nhìn thấy rõ hình dáng của nhân trung. Nhân trung dài hơi rộng và có thịt thì được xem là người có số rất trường thọ. Về thứ bảy là xem số trường thọ là đối với người có nếp nhăn chạy song song với đường pháp lệnh. Về đường pháp lệnh là hai nếp nhăn nó kéo dài theo hai bên cánh mũi đi xuống, nó tạo thành đường rãnh bao quanh từ mũi xuống đến miệng. Nếu trên khuôn mặt bạn có hai nếp nhăn này, có thể nói là chính nó sẽ ảnh hưởng phần nào đến việc thẩm mỹ, khiến cho ngoại hình của phần già nua song đây lại được coi là thọ đới, tức là dây đai trường thọ. Người nào may mắn có được hai nếp nhăn này thì tuổi thọ cực cao, có thể là sống lâu trăm tuổi. Về thứ 8 là xem về tướng người trường thọ là xem trong tai có lông thọ hay không. Nếu khi qua tuổi 40 mà trong tai bạn bỗng mọc ra sợi lông màu đen thì đó chính là sợi lông thọ, nó báo hiệu chủ nhân sống hơn trăm tuổi. Nếu kèm theo nốt ruồi đen ở trong tai thì cũng có ý nghĩa tương tự, nó tượng trưng cho dấu hiệu của người trường thọ. Về thứ 9 là về xem nét tướng của người trường thọ qua những nếp nhăn dọc ở cổ. Nếu ở trên cổ mà xuất hiện hai nếp nhăn theo chiều dọc thì đó chính là người trường thọ. Bất kể là hai nếp nhăn này nó xuất hiện vào lúc nào, khi mà bạn còn trẻ hay tuổi đã già thì cũng đều là dấu hiệu của người trường thọ. Về thứ 10 là xem tướng của người trường thọ là có dạ tào. Khi tuổi quá lục tuần mà đêm ngủ thì bị chảy nước miếng thì đó chính là dạ tào. Còn nếu như ban ngày mà chảy nước miếng thì lại là do tỳ vị hư hàn. Về trong nhân tướng học có nói về dạ tào cũng là một trong những tiêu chuẩn nó quan trọng để xác định về tướng mạo của một người sống thọ hay không. Chính vì vậy mà dạ tào cũng là một điều rất quan trọng. Nếu như mà những người nào khi đêm ngủ thường bị chảy nước miếng thì chính đó cũng là một trong những dấu hiệu của người có số rất trường thọ. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất
và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.